Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ở group Khủng Bố Sống Lại nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 307. Chúng ta cùng tiếp tục ở trong cái bưu điện quỷ này. Liễu Thanh Thanh đi đến phía trước chiếc tủ quần áo kia. Cho dù dáng người cô ta cao tận 1m7, nhưng mà khi đứng trước mặt chiếc tủ quần áo thì đại lộ ra vẻ thấp bé. Cô quan sát một chút, sau đó cẩn thận mở cửa tủ. Nhưng mà ngay khi cô ta vừa mở cửa tủ ra, ở bên trong có thứ gì đó vươn ra đánh trúng đầu của cô. Trong nháy mắt, đầu của Liễu Thanh Thanh liền rơi xuống đất, lỡ mất một mảng. Kế đó nó lăn lông lốc ở bên cạnh, cơ mặt trợn ngược, tỏ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mà thân thể cô ta vẫn còn đứng yên tại chỗ, không hề ngã, vẫn còn duy trì tư thế mở cửa. Biến hóa đột ngột khiến cho đám người kinh hãi. Bị tập kích sao? Dương Gian sầm mặt lại. Hắn đã nhìn thấy thứ bên trong tủ. Ở bên cạnh đống quần áo dài rác kia có duỗi ra một cánh tay. Cánh tay cầm một chiếc chùy gỗ nhuốm đầy máu. Ở bên trong có người. Tôi đã bị tập kích. Dù đầu đã lăn lông đốc trên mặt đất, nhưng mà Liễu Thanh Thanh cũng không có chết. Ở bên trong cổ của cô ta không hề có một chút huyết nhục nào, mà là bằng gỗ. Đúng vậy, là gỗ. Cả người cô ta đều là gỗ, chỉ có lớp da mặt là của cô ta. Mặc dù gặp phải tập kích đáng sợ, nhưng Liễu Thanh Thanh đã biết được người tập kích không phải là quỷ, mà là người. Vật phẩm linh dị sao? Dương Gian nhìn chằm chằm vào chiếc chùy gỗ nhuốm máu kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Xem ra hôm nay cũng không phải là quá xui xẻo đến mức đó, vẫn còn có chút thu hoạch. Người bên trong đi ra. Người bên trong tủ quần áo không hề đáp lại, chỉ vươn cánh tay ra túm lấy cửa tủ, như là muốn đóng lại. Không nghe được sao? Hay là không thèm quan tâm? Dương Gian khẽ khoát tay. Cây trường thương màu vàng kim lập tức bay thẳng ra ngoài. Đuôi trường thương còn chứa đinh đóng quan tài, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay kia, cố định nó vào cửa tủ. Bên trong vẫn không có động tĩnh. Nhưng mà Dương Gian cũng không quan tâm đến chuyện này. Hắn nhanh chân đi qua, trực tiếp gỡ thanh trường thương ra khỏi cửa tủ, rồi kéo ra bên ngoài một cái. Ở trong tủ quần áo, một người đang phát ra tiếng kêu thảm thiết lập tức bị lôi ra ngoài. Trong tay hắn ta không có chùy gỗ. Điều này chứng tỏ người này và kẻ tập kích vừa tập kích Liễu Thanh Thanh không cùng một người. Ưng Ca cũng đang nhìn. Người kia vừa bị lôi ra, hắn ta lập tức nhận biết. Là người đưa thư tầng 4. Tôi đã gặp qua hắn, tên là Khúc Hồng Đào. Ưng Ca, là cậu sao? Người tên là Khúc Hồng Đào kia khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm hắn ta. Dường như là mối quan hệ giữa Ưng Ca và hắn ta khá là bình thường, nên chưa hừ nhẹ một tiếng. Không trách được các căn phòng khác đều không có tung tích của người đưa thư. Thì ra mấy người đã sớm trốn tránh, vậy mà lại trốn bên trong tủ quần áo của phòng 404. Chả lẽ bây giờ người không sợ con quỷ ở bên trong căn phòng này dùng đầu đụng nát tủ và giết chết cả đám hay sao? Đương nhiên là sợ chứ. Cho nên vừa rồi bọn tôi mới nhắm đầu con quỷ kia gõ một cái. Chỉ cần đánh trúng đầu con quỷ kia thì bọn tôi liền an toàn. Không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Khúc Hồng Đào đang dẫm lên mặt đất. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Là một người mới à? Không, là một đám người mới. Hắn nhìn thấy Lý Dương, Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa, tất cả đều xa lạ. Dương Gian nói: Bên trong còn có người không? Mấy người? Khúc Hồng Đào nói: Tính thêm cả tôi nữa là 3 người. Dương Gian nói: Cũng không ít nhỉ. Chiếc tủ quần áo này hình như là không hề bình thường, như nó đã ngăn cách mọi động tĩnh. Khúc Hồng Đào đáp: Chiếc tủ quần áo này
bọn tôi lấy ra được từ trong một lần đi đưa thư. Lúc đó bên trong tù có một con lệ quỷ ẩn núp, bởi vậy bị dính líu một ít khí tức linh dị, sản sinh một vài biến hóa quỷ dị nào đó. Trước tiên cậu hãy gỡ thứ này xuống đi. Có gì thì từ từ nói. Hắn ta nhìn thấy Dương Gian đang cầm trường thương, chĩa thẳng vào đầu, giống như là tùy thời đều có thể đâm xuyên qua đầu quán ta vậy. Đây là một người hung ác. Một khi hắn ta không phối hợp, chỉ sợ nó sẽ xuyên qua đầu quán ta không một chút do dự. Cho nên hiện tại hỏi hắn ta gì đều đáp nấy, không một chút giấu giếm. Với lại những tin tức này cũng không thể lừa gạt được. Không ngờ tủ quần áo bên trong phòng ngủ phòng 404 đã đang có mấy người đưa thư tầng 4 sống sót mà trốn tránh ở đó. Quả thực bọn họ cũng có chút thủ đoạn, vậy mà có thể lấy được một món đồ linh dị dính khí tức linh dị. Chiếc tủ quần áo này không được tính là vật phẩm linh dị, chỉ là do lúc trước có quỷ trốn ở bên trong nên nó mới phát sinh ra một ít biến hóa quỷ dị. Hình như là thứ này có thể ngăn cách được động tĩnh với bên ngoài vậy. Nhờ vậy quỷ không thể nào nhìn thấy người trốn bên trong tủ quần áo, đồng thời cũng làm cho người bên trong không nghe thấy được động tĩnh ở bên ngoài. Mặc dù thứ này khá là gân gà, nhưng mà trong thời điểm bưu điện quỷ tầng 4 bị mất khống chế như thế này thì lại khá là hữu dụng. Ít nhất có thể để cho người ta an toàn vượt qua quãng thời gian ban đêm hung hiểm. Và lại chỗ đặt tủ quần áo cực kỳ khéo léo, cố ý xếp trong phòng 404. Căn phòng đang có lệ quỷ làm bạn với quỷ. Dù gì đi nữa quỷ ở đây là quỷ thực sự, nhưng mà người đưa thư không nhất định sẽ là phải người đưa thư. Đồng thời cũng có thể nhân cơ hội này mà tránh né con lệ quỷ đang ẩn núp bên trong đám người đưa thư kia. Quả nhiên vẫn còn người đưa thư khác sống sót. Người đưa thư tầng 4 không hề tệ. Mặc dù Lý Dương cảm thấy khá là hứng thú, nhưng mà hiện tại hắn ta vẫn có nhiệm vụ quan trọng, chính là chặn cửa. Bởi vì ở bên phía ngoài, tiếng chân gấp rút kia cũng không có ngừng lại. Quỷ vẫn còn đang quanh quẩn ở phía ngoài. Cùng lúc đó, cỗ thi thể không đầu đang mở tủ quần áo của Liễu Thanh Thanh khẽ hoạt động. Thân thể cô ta giống như là không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy, chậm rãi đi đến vị trí trước đầu, sau đó cúi người nhặt đầu lên, rồi nhẹ nhàng lắp vào chỗ cổ. Cổ và thân thể đều làm bằng gỗ nên có thể ghép lại hoàn hảo, thậm chí không cần đến năng lực của quỷ ảnh nữa. Liễu Thành Thành khẽ cử động cổ một chút, phát ra từng tiếng ken két, sau đó đưa tay sờ sờ chán. Cú đánh của chiếc chùy gỗ này vừa nãy khá là đáng sợ, chán cô ta bị đánh lõm hơn phân nửa, khiến cho khuôn mặt mỹ lệ kia phải biến dạng. Cô ta đưa tay nắn nắn, nhưng mà không cách nào chỉnh về bộ dạng như lúc đầu, giống như là vết thương vĩnh viễn. Nếu đổi lại là người khác khẳng định là phải chết vì cú đánh này, dù cho là lệ quỷ chỉ sợ cũng bị đánh lui. Bản thân tượng gỗ là một con quỷ, chiếc chùy gỗ kia không tầm thường. Trong lòng Dương Gian hiểu rất rõ thân thể của Liễu Thanh Thanh đặc biệt đến cỡ nào. Liễu Thanh Thanh tiếp nhận tập kích mà không chết, nhìn như là hiệu quả của chùy gỗ không được lớn, nhưng mà thứ này đã có thể gõ xẹp đầu của tượng gỗ. Điều này cũng có nghĩa vừa nãy người tiếp nhận chùy vừa rồi là quỷ, khả năng cũng sẽ bị gõ cho xẹp. Giết hắn ta đi. Lúc này khuôn mặt mỹ lệ của Liễu Thanh Thanh có chút âm trầm, cô ta khá là tức giận muốn giết người. Dương Gian nhìn cô ta rồi nói, giết hay là không là do tôi, không phải cô nói là được. Không phải cậu định xử lý toàn bộ người đưa thư tầng 4 sao? Người này đang đối nghịch với chúng ta, chẳng lẽ cậu còn muốn tha cho bọn hắn sao? Nếu cậu không ra tay thì để tôi làm cho. Liễu Thanh Thanh dẫm giày cao gót, đội một chiếc đầu lâu khô quắt đi tới. Vương Thiện lập tức khuyên nhủ, bình tĩnh một chút đi. Hắn ta không hề muốn giữa Liễu Thanh Thanh và Dương Gian lại nảy sinh xung đột. Im miệng. Liễu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Thiện một cái, đồng thời có một loại nguyền rủa vô hình nào đó rơi trên người của hắn ta. Vương Thiện lập tức giống như là một bức tượng gỗ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tay chân đều cứng ngắc. Biến thành tượng gỗ sao?
Dương Gian vẫn bình thản như cũ. Liễu Thanh Thanh, có phải nếu tôi không giết cô, có phải nếu tôi không giết thì cô sẽ động thủ với chúng tôi, với tôi có đúng không? Nói xong hắn dẫm chân vào thân thể của Khúc Hồng Đào đang nằm trên mặt đất, tay cầm chặt cây trường thương, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục động thủ. Mặc dù Liễu Thanh Thanh khá là tức giận, nhưng mà cô ta cũng không vì thế mà mất đi lý trí. Chỉ là cô ta không tiếp thu nổi việc bản thân biến thành bộ dáng quỷ dị như này. Khuôn mặt mỹ lệ bị chùy gỗ gõ vào cho biến dạng. Nhìn thấy thái độ Dương Gian cường ngạnh như vậy, cô ta liền dừng bước, không dám tiếp tục đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Một khi hai bên vạch mặt, vậy cô ta chắc chắn sẽ bị hắn xử lý ngay tại chỗ. Không tồn tại khả năng khác. Là người đưa thư có tiếp cận với giới linh dị, ít nhiều gì thì Liễu Thanh Thanh cũng hiểu rõ được một ít tư liệu về Dương Gian. Rất nhiều người còn lợi hại hơn cả cô ta, nhưng mà khi đối nghịch với Dương Gian thì đều đã bị hắn ta xử lý. Có thể nói trong giới linh dị, chiến tích của Dương Gian là cực kỳ chói lọi. Người không biết sẽ cảm thấy loại thái độ này của Dương Gian là cực kỳ phách lối. Nhưng mà nếu biết rõ thực lực của Dương Gian sẽ hiểu, loại thái độ này coi như là hắn đã khiêm nhường, thu liễm rất nhiều rồi. Liễu Thanh Thanh cố nén xung động, mở miệng chất vấn. Chẳng lẽ cậu muốn bảo vệ người này sao? Dương Gian nói. Tôi làm việc, cô đừng có hỏi nhiều. Đừng tưởng rằng bản thân đụng phải một chút tập kích thì có thể hùng hồn chất vấn tôi. Năng lực của bản thân không đủ thì đừng nên trách cứ người khác. Trước đó khi đối kháng với lệ quỷ không ở trong hành lang, tôi cũng bị thương, nhưng mà không hề trách cứ bất cứ kẻ nào. Mặc dù Liễu Thanh Thanh khá là tức giận, nhưng mà chỉ có thể cố nén mà thôi. Còn cậu, cút vào trong kia kêu toàn bộ người ra đây. Dương Gian đưa chân đá người kia một cái, lực lượng rất lớn, trực tiếp khiến cho người tên là Khúc Hồng Đào kia văng ra xa, va mạnh vào chiếc tủ đựng quần áo. Cậu! Khúc Hồng Đào cắn răng kêu riêng một tiếng đầy đau đớn. Hắn ta nhìn chằm chằm Dương Gian giống như là muốn trả thù, muốn phản kháng. Nhưng mà khi cân nhắc đến tình trạng hiện tại của bản thân cùng với thế cục xung quanh, hắn ta liền bình tĩnh lại, không dám làm loạn, đồng thời chỉ có thể quay đầu chui vào bên trong tủ quần áo. Tựa hồ chiếc tủ quần áo này còn lớn hơn tưởng tượng nữa. Sau khi người kia chui vào giống như là bị mất tích vậy, không hề nhìn thấy bóng lưng. Rất nhanh, ở trong tủ quần áo lại xuất hiện động tĩnh. Mấy bộ đồ treo ở bên trong khẽ lắc lư, sau đó là bóng người chui ra, giống như là Khúc Hồng Đào nói, bao gồm cả anh ta. Ở bên trong tổng cộng có 3 người. Thú vị, không nghĩ đến người đưa thư tầng 4 còn người có bản lĩnh như cậu. Tôi là Vương Phong, chuyện vừa nãy chỉ là một sự hiểu lầm, chúng ta hòa giải đi, cậu thấy thế nào? Trong 3 người, cầm đầu là một người đàn ông chừng 30 tuổi, sắc mặt hơi tiểu tụy, ở trên mặt nở một nụ cười, ánh mắt khóa chặt trên người của Dương Gian. Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, bọn họ đã trao đổi với nhau một chút, nên biết rõ tình hình ở bên ngoài. Dương Gian bất thình lình nói, chiếc chùy gỗ kia khá đặc biệt đấy. Ánh mắt Khúc Hồng Đào bên cạnh hơi né tránh, muốn nói gì đó nhưng mà lại nhịn được. Cậu nói cái này sao? Đúng, nó rất đặc biệt. Trong tay áo người đàn ông tên là Vương Phong kia khẽ lộ ra một cây chùy gỗ nhuốm máu, có khí tức quỷ dị. Tôi muốn. Dương Gian không nói hai lời, ở trong mắt động thổ, trực tiếp cướp đoạt trắng trợn. Anh bạn, cậu quá xúc động rồi. Ánh mắt Vương Phong trở nên âm lãnh. Hắn ta cầm cây chùy gỗ, sau đó hướng về phía bàn tay màu đen của Dương Gian gõ một cái. Bàn tay quỷ bị nện một cái, lập tức bị chết lặng. Không chỉ là bàn tay quỷ, mà nửa người của Dương Gian gần như là bị mất tri giác, không biết sống chết. Cánh tay còn lại của Dương Gian cầm lấy cây trường thương, lập tức chém về phía người kia. Vương Phong không kịp né tránh, cánh tay bị gọt sạch một mảng, máu me đầm đìa, xương cốt lộ ra ngoài. Thanh sải đao này quả thực là sắc bén đến mức khó có thể tưởng tượng. Quá đáng. Một người đưa thư khác bên cạnh nhìn manh mối, lập tức lao ra ngăn cản trước người của Vương Phong. Giờ phút này quỷ ảnh đang lan tràn về phía kia bị ngăn cách, dường như là muốn
giống như là người kia có thể tạo ra một vùng đất linh dị không thể xâm lấn, khiến cho kế hoạch xâm lấn vương phong của Dương Gian bị thất bại. Có ý tứ. Người đưa thư tầng 4 quả nhiên tồn tại ngự quỷ nhân. Dương Gian nhàn nhạt nói. Vừa rồi hắn chỉ hơi thăm dò một chút, bởi vì nếu hắn thực sự động thủ, mấy người kia chắc chắn không thể nào là đối thủ của hắn ta được. Dù sao tối nay tầng 4 cũng có quá nhiều lệ quỷ rồi, hắn không muốn lại có thêm mấy con lệ quỷ vừa khôi phục nữa. Nhưng Vương Phong lại không biết rằng Dương Gian đã cố gắng áp chế, còn tưởng rằng hắn đã dùng hết sức. Hai bên ngang tay nhau, ở chỗ này chém giết lẫn nhau không có bất cứ một ý nghĩa nào cả. Ở trong tay cậu đã có cây đao kia rồi, mà còn muốn thứ trong tay tôi nữa sao? Cậu nên thu tay lại đi, có vượt qua được đêm nay hay không còn là một điều khó nói. Nội đấu lúc này là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Hắn ta không thèm quan tâm đến cánh tay đang chảy máu, mà cảnh giác nhìn Dương Gian, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Gia hỏa này rút cuộc có lai địch gì? Bị chùy gỗ nhuốm máu của mình gõ trúng một cái, thế mà lại giống như là người bình thường, không có việc gì sao? Đồng thời kẻ này không chỉ sử dụng một loại năng lực của lệ quỷ, người mới lên từ tầng 3 đáng sợ như thế sao? Quái vật. Không biết vì sao trong đầu của Vương Phong lại xuất hiện hai chữ đó. Ai sẽ ngại trong tay mình có nhiều đồ một chút chưa? Dương Gian khẽ lắc cánh tay đang run rẩy. Loại cảm giác này hẳn là đến từ áp lực của lực áp chế vật phẩm linh dị. Bị chiếc chùy gỗ kia đóng trúng, quỷ sẽ bị mất năng lực hành động trong quãng thời gian ngắn ngủi, rơi vào trong trạng thái gần như là chết máy. Mặc dù khá là hung hiểm, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà với điều kiện là không thể bị gõ trúng liên tục, nếu không áp chế sẽ gia tăng khả năng khiến cho ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Có cần giúp một tay không? Ưng Ca đứng bên cạnh Dương Gian, chuẩn bị động thủ bất cứ một lúc nào. Dương Gian nói. Không cần, tôi chỉ muốn thử xem năng lực của người đưa thư tầng 4 thôi. Nói xong hắn quay đầu nói với đám người kia. Muốn tôi dừng tay lại sao? Rất đơn giản, xuất ra thực lực để đối ứng, nếu không cây chùy gỗ kia là của tôi. Lúc này hắn cầm chặt cây trường thương, rồi từng bước tiến về phía ba người. Tên này điên rồi. Sắc mặt Vương Phong âm trầm. Hắn ta có dự cảm mãnh liệt rằng, nếu còn tiếp tục động thủ, thì kẻ chết không phải là người trước mặt, mà là ba người bọn họ. Từ trong tủ quần áo đi ra ba người đưa thư. Có thể nói là bọn họ khá xui xẻo khi đụng trúng Dương Gian. Lúc đầu vốn bọn họ có thể an ổn trốn trong tủ quần áo, hoàn mỹ vượt qua buổi tối hôm nay. Nhưng mà hiện tại có thể sống sót hay là không còn chưa biết. Đợt tập kích thăm dò của Dương Gian vừa kết thúc đã khiến cho người cầm đầu là Vương Phong cảm thấy e ngại Dương Gian, thậm chí còn lập tức nói ra hết những gì bản thân biết để cảnh cáo. Nhưng mà chỉ nhiều đó cũng khiến cho Dương Gian từ bỏ ý nghĩ động thủ. Nhìn thấy Dương Gian lại tiếp tục đi tới, lúc này Vương Phong đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng liều mạng. Người đưa thư tranh đấu với nhau là chuyện bình thường, ở trong bưu điện quỷ rất hay xảy ra, không có gì quá ngạc nhiên. Vương Phong có thể đi lên tầng 4, dọc đường đương nhiên cũng đã trải qua không ít cuộc tranh đấu. Chỉ là mỗi một lần xung đột, người thắng luôn là hắn ta mà thôi. Nhưng mà hiện tại, giống như mọi việc không còn giống với trước kia nữa. Hai người đồng bạn bên cạnh Vương Phong đều nhìn chằm chằm hắn ta, giống như đang chờ đợi quyết định từ hắn ta vậy. Là trở mặt sống mái với nhau, hay là nhịn nhục, nhận thua tranh thủ thời gian, đều là do hắn ta đưa ra quyết định. Khả năng thắng không quá lớn, trước mắt chỉ riêng người này đã lợi hại đến mức không tưởng, chứ chưa nói chi đến việc ở bên cạnh hắn còn có Ưng Ca và cô gái bị chùy gỗ gõ nhưng mà không chết kia, cùng với người đang đứng chặn cửa. Vương Phong nhanh chóng ước định sự chênh lệch về thực lực của song phương. Hiển nhiên bọn họ đang ở trong thế hạ phong. Mặc dù bọn họ là người đưa thư tầng 4, nhưng mà đừng có quên đối phương cũng vậy. Có thể lên đến tầng 4, ngoại trừ mấy kẻ may mắn ra, trên cơ bản không có người đưa thư nào là đơn giản. Nhưng mà nếu nhận thua, giao ra chùy gỗ cũng chưa chắc đã có thể dàn xếp ổn thỏa, khả năng đối phương sẽ lật lọng,
cuối cùng sẽ là trở mặt tiêu diệt đám người bọn họ. Dương Gian không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, lập tức ra tay lần nữa. Đầu tiên hắn liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới đứng ra ngăn cản quỷ ảnh kia. Thứ mà người này khống chế hẳn là quỷ vực. Vừa rồi hắn ta sử dụng đến quỷ vực, mặc dù phạm vi không lớn nhưng không hề đơn giản. Ngay cả quỷ ảnh hoàn chỉnh cũng không thể nào xâm lấn. Chỉ tiếc thời gian duy trì không lâu, chỉ kéo dài được một lúc. Tuy nhiên như vậy cũng có thể chứng minh Người đàn ông này chỉ mới khoảng khống chế một con quỷ mà thôi, là người mới trong ngự quỷ nhân. Không xong. Giờ phút này người kia dường như phát hiện ra cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ta cảm thấy trong thân thể hơi khác thường, dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, khiến hắn ta có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Hắn ta nôn khan, nhưng mà không hề nôn ra bất cứ một vật gì. Ngược lại có một cái bàn tay màu đen, âm lãnh, chui ra từ miệng hắn ta. Hơn nữa không chỉ có một chỗ, ở trong thân thể hắn ta có mấy chỗ đều cảm nhận được sự dị thường này. Thậm chí hai người bên cạnh còn nhìn thấy phía dưới làn da của hắn ta có nổi cộm hình dạng bàn tay, giống như có lệ quỷ tiến vào trong thân thể hắn ta, khiến cho người khác phải dùng mình. Khúc Hồng Đào bên cạnh kinh hãi hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Là linh dị tập kích. Vương Phong ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dương Gian trước mặt. Không nghi ngờ gì nữa, là người này đã ra tay. Nhưng mà không chờ cho bọn hắn phản ứng, Dương Gian đã đi đến trước mặt. Trong lúc người kia còn chưa có phản kháng, hắn liền đưa tay túm lấy cổ, rồi nhấc bổng hắn ta lên. Chết tiệt. Khẽ do dự trong chốc lát khiến cho Vương Phong rơi vào tình thế bị động. Hiện tại ta không có thời gian suy nghĩ liệu lần này còn có cơ hội để hai bên sống chung trong hòa bình nữa hay không. Bởi vì nếu lúc này mà không đi cứu đồng đội, như vậy đến lúc đó có hòa giải được thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cầm lấy chùy gỗ, hắn ta lần nữa xông lên, muốn bức lùi Dương Gian như vừa rồi. Nhưng mà lúc này hắn ta không còn may mắn như hồi nãy nữa. Không có đồng đội hỗ trợ, quỷ ảnh trong nháy mắt bao phủ qua, trực tiếp xâm lấn thân thể của Vương Phong. Còn chưa động thủ, cả người đã rơi vào trạng thái cứng ngắc, đứng yên tại chỗ, thân thể dần mất đi trí giác, vô pháp động đậy. Đồng thời hắn ta cảm thấy trong thân thể có một cỗ khí tức âm lãnh đang bao phủ, sau đó chui về phía đầu hắn ta. Mấy người sẽ không thực sự nghĩ rằng ba người liên thủ thì có thể đối kháng lại được với tôi đó chứ? Dương Gian không mặn không nhạt nói, đồng thời nhìn chằm chằm vào người gọi là Khúc Hồng Đào kia. Cái này, chuyện này. Đến giờ phút này Khúc Hồng Đào mới giật mình, nhưng mà không biết nên làm gì, chỉ có đứng yên tại chỗ. Hắn ta không còn cần thiết phải ra tay nữa, bởi vì cuộc chiến này đã kết thúc từ lúc chưa bắt đầu. Hai người đồng bạn kia quán ta không có bất cứ cơ hội phản kháng nào cả, lập tức đã bị áp chế. Dù hiện tại hắn ta có nhào lên thì cũng không làm nên chuyện gì. Bàn tay hơi dùng lực một chút, người đàn ông đang bị hắn ta bóp cổ lập tức chu lên đầy thống khổ. Cổ hắn ta như là muốn bị vặn gãy vậy. Đồng thời điều khiến cho hắn ta cảm thấy kinh dị nhất chính là toàn bộ lực lượng linh dị trong cơ thể giống như là bị biến mất vậy, không hề có động tĩnh. Người trước mặt không chỉ áp chế hắn ta, mà còn áp chế cả con lệ quỷ trong người hắn ta nữa. Chênh lệch này quá là lớn đi. Ưng Ca thấy vậy lập tức tỏ ra sững sờ. Rõ ràng vừa nãy đám người Vương Phong còn có thể đẩy lùi tập kích của Dương Gian, có cảm tưởng hai bên ngang hàng nhau. Thế nhưng lần này còn chưa bắt đầu đã bị thua rồi. Bọn họ hoàn toàn không có lực đánh trả. Và lại lần này Dương Gian cũng sử dụng lực lượng linh dị giống như lần trước mà. Nhưng mà đối với Lý Dương mà nói, cái này cũng không có gì kỳ quái hết. Bởi vì hắn ta biết rằng vừa nãy Dương Gian chỉ là đang thăm dò năng lực của mấy người kia mà thôi. Sau khi thăm dò rõ rồi, lần thứ hai ra tay, hắn ta chỉ cần đưa ra một ít điều chỉnh là mọi việc sẽ khác, có thể nhẹ nhàng chiến thắng, thậm chí còn không cần lãng phí sức lực nữa. Cái loại chuyện như vậy, người ngoài nghề không thể nào nhìn ra được đâu. Chỉ có những ngự quỷ nhân lợi hại mới hiểu, việc ra tay tùy ý như vậy đại biểu cho thực lực đáng sợ.
Hiện tại tôi nhìn xem mấy người các cậu biết được những cái gì nào. Dương Gian không có nói nhảm nhiều. Chỉ cần dùng quỷ ảnh xâm nhập đầu của Vương Phong liền có được kết quả. Hiện tại ít nhiều tin tức tình báo của một người đưa thư tầng 4 vẫn có tác dụng đối với anh ta. Trước đó, hắn có ý định xâm lấn trí nhớ của Ưng Ca, nhưng mà vì sự tồn tại của Liễu Thanh Thanh nên mới từ bỏ. Hiện tại đã có vật thay thế tốt hơn, như vậy hắn không có lý do gì để bỏ qua cả. Bọn tôi đưa chùy cho cậu. Thả cho bọn tôi một con đường sống đi. Giết bọn tôi cậu cũng không có được bất cứ chỗ tốt nào cả. Lúc này thân thể Vương Phong đang bị áp chế, gian nan lắm hắn mới nặn ra được câu kia. Dương Gian không có nói gì. Ở trong quá trình đánh cắp trí nhớ, hắn cũng sửa lại luôn trí nhớ của Vương Phong, nhằm đề phòng việc tên Vương Phong này ghi hận. Đến lúc đó muốn tìm hắn liều mạng, lén đút ngáng chân, gây ra phiền toái không cần thiết. Dù sao cái tên này nói cũng đúng, hiện tại giết người không phải là một ý kiến hay. Ngoài cửa đang có quỷ, nếu trong phòng lại có quỷ, như vậy tối nay bọn họ sẽ khá là khó chịu. Có thể hắn không sợ, nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ một chút cho đoàn đội. Nhiệm vụ đưa thư còn chưa có bắt đầu, giảm quá nhiều quân số không phải là một chuyện tốt. Sớm nói như vậy chẳng phải là không có chuyện gì rồi hay sao? Sau nửa ngày Dương Gian mới mở miệng nói chuyện. Hắn lạnh lùng buông tay ra, buông người đưa thư trước mặt xuống, cũng chậm rãi thu hồi quỷ ảnh khỏi người của Vương Phong. Việc đánh cắp trí nhớ đã hoàn thành, cũng đã thuận lợi sửa đổi trí nhớ. Đối phó với những người cấp độ này gần như là không phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cả. Sắc mặt Vương Phong khẽ biến, hắn ta cảm thấy cỗ khí tức âm lãnh trong thân thể dần thối lui, đồng thời bản thân lần nữa khôi phục hành động. Tuy nhiên hắn ta cảm thấy bản thân đã phát sinh biến hóa nào đó, không còn giống với trước kia, nhưng mà lại không nói ra được loại biến hóa kia là gì. Điều này khiến cho hắn ta cảm thấy rất bất an. Vậy mà thực sự buông tha cho bọn tôi. Vương Phong vẫn có cảm giác kinh ngạc như cũ, bởi vì dựa theo những cuộc xung đột giữa các người đưa thư trước đó, Hai bên gần như là không chết không thôi. Không thể nào có chuyện đang chiếm ưu thế tuyệt đối lại thu tay cả. Dương Gian nói, sao vậy? Muốn làm lần nữa sao? Không, không, tha cho bọn tôi đi. Thành thực xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Mặc dù không có tình nguyện, nhưng hắn ta vẫn là phải giao ra cây chùy gỗ kia. Sau khi nhận lấy, Dương Gian khẽ quan sát một chút. Chiếc chùy gỗ này không có lớn, giống như là đồ dùng của mấy anh thợ mộc vậy. Điểm khác biệt duy nhất là nó có hơi cũ. Máu chân thân cây chùy đã khô, trông nó giống như là một món hung khí đã từng giết người. Không cần nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vật phẩm linh dị. Cái giá sử dụng nó là... Dương Gian khẽ hồi tưởng lại trí nhớ của Vương Phong, nhưng mà lại không tìm được bất cứ tin tức nào có quan hệ với cái giá của việc sử dụng chùy gỗ. Nguyên nhân việc này rất đơn giản, thời gian mà Vương Phong đạt được chiếc chùy gỗ này cũng không có lâu. Chưa dùng được mấy lần, vì thế tạm thời ta chưa phát hiện ra cái giá của việc sử dụng món đồ này. Lại cần phải tìm tòi hay sao? Thấy vậy, Dương Gian tiện tay ném chùy gỗ cho Lý Dương. Cầm lấy đi, tại thời điểm then chốt có thể dùng nó đẩy lùi lệ quỷ. Trong tay hắn đã có thanh xài đao đang cùng với đinh đóng quan tài, tạm thời không dùng thứ này nữa. Như vậy chưa bằng dứt khoát đưa cho Lý Dương, tăng cường thực lực quán ta. Lý Dương có chút kinh ngạc. Đưa cho tôi sao? Dương Gian nói. Cùng đội ngũ thì không cần phải chú ý nhiều như vậy, nhưng mà tốt nhất cậu nên tìm tòi một chút đi. Còn chưa biết cái giá của thứ này đâu. Nếu không phải là trường hợp đặc biệt, đừng cố sử dụng đến đó. Tôi biết rồi, đội trưởng. Dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng Lý Dương cũng có chút hoan hỉ. Có món đồ linh dị này thì tỷ lệ sinh tồn của hắn sẽ tăng cao hơn nhiều. Khúc Hồng Đào, Vương Phong, còn có một người đưa thư khác, thấy vậy mặt đều đen lại. Đồ bảo mệnh quan trọng như vậy lại bị người này tiện tay ném ra ngoài, đưa cho người khác, căn bản không hề coi cái này là chuyện gì quan trọng. Nếu không còn chuyện gì khác,
Vậy bọn tôi xin phép trở về tủ quần áo đây. Vương Phong nói hắn ta lại không hề muốn ở lại dù chỉ một giây một phút. Nhưng mà Dương Gian lại nói, không, mấy người phải chờ ở trong phòng này. Cậu... Khúc Hồng Đào thiếu chút nữa đã nhịn không được nổi giận, nhưng lập tức bị hai người bên cạnh cản lại, sau đó khẽ lắc đầu ra hiệu một cái. Đã chịu thiệt nhiều như vậy rồi, cũng không cần thiết chấp nhận chuyện này để rồi phải mất mạng nữa. Tối hôm nay, bên trong phòng ngủ 404 của Bưu Điện Quỷ, hình như có tụ tập hơi nhiều người. Dương Gian, Lý Dương, Vương Thiện, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh, Ưng Ca, lại thêm 3 người mới chui ra từ tù. Như vậy tổng cộng có đến 9 người. Nhưng mà chút người đó lại bị chia cắt thành mấy đội ngũ nhỏ. Dương Gian cùng với Lý Dương là một đội, Liễu Thanh Thanh cùng Ưng Ca là một nhóm, Vương Phong, Khúc Hồng Đào cùng những người đưa thư kia là một bọn. Còn lại Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện, hai kẻ râu ria bình thường, hai người này là cỏ đầu tường, có thể vì mạng sống mà tùy thời thay đổi lập trường. Yên tĩnh, trầm mặc, khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng có chút cổ quái. Mặc dù nhìn qua thì thấy giống như là tất cả mọi người đều đang bình an vô sự, nhưng mà trong lòng mỗi người đang nghĩ gì thì không ai biết. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân gấp rút đi qua đi lại vẫn còn. Quỷ đang quanh quẩn ngoài cửa, không rời đi. Chính là hoàn cảnh đặc thù này mới khiến tất cả mọi người đều cố gắng nhẫn nhịn, không có lập tức động thủ, sống thoải mái với nhau. Tuy nhiên tất cả mọi người đều cùng có ý định, chỉ cần có cơ hội, lập tức liều chết đánh cược một lần. Lúc này Liễu Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm vào Vương Phong, giống như là nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ vậy. Nguyên nhân là do vừa rồi tên này đã dùng chùy gỗ gõ cô ta một cái, khiến cho đầu bị biến dạng, đến hiện tại cũng chưa thể khôi phục lại được như cũ. Hơn nữa nhìn bộ dạng này có lẽ mãi mãi cũng chả thể khôi phục lại được nữa. Mặc dù tổn thương không có lớn, nhưng mà lại khiến cho cô ta không thể chịu đựng cái loại kết quả này. Mà Vương Phong lại đang cảnh giác nhìn Dương Gian, người đồng bọn ở bên cạnh cũng giống như vậy. Bọn họ đều cảm thấy Dương Gian là uy hiếp lớn nhất. Thú vị. Dương Gian thu hết biểu hiện của tất cả mọi người ở trong mắt. Hôm nay hắn không ra tay xử lý bất cứ người nào cả, có thể nói là đã tận lực khắc chế. Nếu không, đừng nói là 3 người đưa thư Vương Phong, dù có là Liễu Thanh Thanh và Ưng Ca thì cũng không thể nào sống đến hiện tại. Nguyên nhân khá là đơn giản. Tối hôm nay Bưu Điện Quỷ tầng 4 quá nguy hiểm, Dương Gian không muốn tình hình lại phức tạp hơn nữa. Với lại dù muốn động thủ thực thì cũng không cần thiết phải động thủ vào lúc này. Cứ để cho bọn họ sống thêm một lúc đi, mọi chuyện chờ đến sáng mai lại tính tiếp. Dương Gian tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Tiểu Hoa thấy vậy cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương Gian. Mặc dù cô ta biết ở đây Dương Gian đắc tội với rất nhiều người, nhưng mà những người kia đều là râu ria. Từ đầu đến cuối, người duy nhất có đủ năng lực giúp cô ta sống sót chỉ có một mình Dương Gian. Cho nên nếu có cơ hội, Dương Tiểu Hoa không chút do dự mà định nọt Dương Gian để đổi lấy cơ hội sống tốt. Hình như hiện tại cũng không có nguy hiểm như lúc trước nữa. Lúc này Lý Dương đang ngồi dựa vào cửa phòng, nhằm đề phòng lệ quỷ ở từ phía ngoài xâm lấn. Nhưng mà so với tình huống vừa rồi, hiện tại mọi thứ đã coi như là khá an toàn, giống như là thời điểm hung hiểm nhất đã trôi qua. Thế nhưng hiện tại chỉ mới 8:30, vẫn còn chưa tới 9 giờ tối. Đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu. Ở bên trong phòng, 9 người tự ngồi yên tại chỗ, không ai nói gì, lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mà không có một ai trong bọn họ buồn ngủ cả. Cả đám đều cực kỳ cẩn thận, chỉ cần một chút gió thổi qua lập tức bừng tỉnh. Thời gian từng giờ trôi qua. 9 giờ, 9:10, 9:30, 10 giờ.
Mấy giờ sau đó mọi việc luôn bình an vô sự. Quyết định của Dương Gian đã đúng. Trốn vào trong phòng 404 thực sự tránh né được tập kích của Lệ Quỳ. Nếu hiện tại đám người mà còn nhờ chờ ở trên hành lang, không biết bọn họ sẽ phải đối mặt với hung hiểm như thế nào nữa. Tinh thần căng cứng trong thời gian dài, cộng thêm mấy giờ bình yên vô sự, khiến cho đám người hơi có chút thả lỏng. Vừa mới buông lỏng, cơn mệt mỏi lập tức ập tới, khiến cho một vài người bắt đầu ngủ. Dương Tiểu Hoa không hề ngủ, nhưng mà lại có hơi buồn ngủ. Vì thế khiến cho cô hơi gật gà gật gù. Chỉ là mỗi lần bừng tỉnh, cô đều khẽ vỗ mặt, bóp bóp một ít với da thịt, khiến cho bản thân thanh tỉnh. Cô ta quay sang nhìn bên cạnh, nhìn thấy Dương Gian còn ngồi yên tại chỗ. Mặc dù hắn không động, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Sau đó nhìn sang một bên khác, phát hiện ra Lý Dương đang trợn tròn hai mắt, không hề có chút nào gọi là buồn ngủ. Cô ta lại tiếp tục quan sát những người khác. Trên cơ bản những người kia đều không có khác mấy. Có người thì nhắm mắt duy trì sự tỉnh táo, cũng có người thì cố nén cơn buồn ngủ, cố cảnh giác canh chừng bốn phía. Cuối cùng, Dương Tiểu Hoa nhìn về phía Vương Thiện. Lúc này hắn ta đang ngồi xổm trong góc tường, đầu hơi cúi xuống, không có động tĩnh, giống như là đã ngủ vậy. Vương Thiện, cậu đừng có ngủ chứ. Dương Tiểu Hoa nhỏ giọng hô, hy vọng Vương Thiện có thể duy trì được sự tỉnh táo, tránh trường hợp đến khi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn lại không kịp phản ứng. Nhưng Vương Thiện không hề phản ứng, giống như là không nghe được tiếng gọi của cô ta. Dương Tiểu Hoa đưa tay lay nhẹ Vương Thiện, nhưng mà không đợi cho cô ta kịp thở, kịp mở miệng hỏi, thì cánh tay vừa chạm đến người Vương Thiện đã vội vàng rụt lại. Bởi vì thân thể Vương Thiện lạnh lẽo đến mức không thể tưởng tượng, cứ như một cỗ thi thể vậy, không có nhiệt độ. Vương Thiện. Lúc này Dương Tiểu Hoa mới dùng lực đẩy thân thể Vương Thiện. Ngay lập tức, thân thể hắn ta ngã xuống ở bên cạnh, nằm dạp trên mặt đất, cả người lạnh ngắt, không tỉnh lại. Chết, chết rồi sao? Khẽ giật mình, phải một lúc sau Dương Tiểu Hoa mới phản ứng lại, ý thức được sự bất thường. Vương Thiện chết rồi. Cô ta lập tức hô to một câu. Âm thanh quanh quẩn trong phòng trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người. Ai nấy đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía này. Một chút ánh sáng lé loi, không thực sự rõ ràng trong phòng, bọn họ nhìn thấy thi thể của Vương Thiện. Chết rồi. Sao có thể chết thế chứ? Ưng Ca đột nhiên đứng dậy, lập tức đi quan sát thi thể của Vương Thiện. Chết thật rồi. Và lại chỉ vừa mới chết cách đây không lâu, ngực vẫn còn hơi ấm, tuy nhiên không hề có dấu hiệu cho thấy bị lực lượng linh dị ăn mòn. Hình như hắn ta bị đột tử. Đột tử sao? Người đàn ông gọi là Khúc Hồng Đào kia thình lình bổ sung một câu. Ưng Ca, cậu cảm thấy một người vừa rồi còn đang sống sờ sờ có thể đột ngột là đột tử sao? Vương Phong nói. Không phải là không có khả năng đó, nhưng nó rất nhỏ. Nhưng mà tôi nói trước, cái chết của anh ta không hề liên quan gì với chúng tôi hết. Mấy người cũng đừng có đổ lên đầu ba người bọn tôi. Với lại bọn tôi cũng không đến mức ra tay để động thủ với một kẻ dâu riêng như anh ta đâu. Sợ liên quan đến cái chết của Vương Thiện, hắn ta lập tức phủ nhận, kẻo lại bị vụ oan. Nếu không phải đột tử cũng không bị mưu sát, như vậy chỉ có một khả năng, đó là hắn ta bị quỷ giết chết. Có lẽ căn phòng này cũng không có an toàn. Liễu Thanh Thanh nói. Lúc này cô ta đã vuốt mái tóc màu đen, che đi cái vết lõm trên trán. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Vương Phong lập tức phủ định. Đừng qua nói lung tung. Ở trong phòng này sao có thể có quỷ được chứ? Nếu có quỷ, nó chắc chắn đã sớm xuất hiện rồi, không thể nào ẩn tàng đến giờ. Với lại có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nó còn có thể trốn được vào đâu? Ưng Ca không nói lời nào, ánh mắt hắn ta nhìn về phía giường ngủ của căn phòng. Trên giường còn có một cỗ thi thể bị hư thối, chính là bạn hắn ta, Chu Lỗi. Nếu trong này còn có chỗ nào khả nghi nhất, vậy chỉ còn lại cái cỗ thi thể trên giường kia mà thôi.
Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.